nắng em lướt qua, bỗng khiến trái tim anh kêu lên pa-ra-pa-pa. Phách tan hồn siêu, vẫn muốn đánh liều, muốn biết phải chăng đây là dịp gặp được tình yêu. Chẳng cần là tiên nữ giáng lâm hay là hồn ma quỷ quái, chẳng cần phải xuôi khiến anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng cần nghệ như ý, anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý. Có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì anh không phải là tôi ngộ không, là sao có 72 phép thần thông. Anh không muốn là tôi ngộ không, nhưng anh muốn là người yêu em được không? Chẳng cần dù gió mây, em ở đâu anh vẫn tìm thấy. Gọi là chạy đến ngay 30 giây. Chẳng cần dùng phép tiếng, bởi vì anh biết cách tùy biến làm lòng người đau điên trên biển. Phép thần thông anh cất vi, chỉ dùng sự chân thật để làm quen. Nếu được ban phép gì thích nhất y, thì anh muốn xin phép được yêu em. Bao lần em biến anh thành trang ngô, chỉ vì nghe em say hello. Dù bức tường vào tim em kiên cố, anh vẫn sẽ đào đường đi vô. Anh không như lão chứ trong phim đâu, anh thề thành tâm nguyện ý sẽ không hơi tí đồ chia hành lý đâu baby. Những thứ em thích có bao nhiêu lít, anh cũng sẽ dứt để đem về. Xuôi khiến anh vẫn tự nguyện để trái tim lại. Chẳng cần gậy như ý, anh vẫn sẽ làm lòng em vừa ý. Có lẽ cũng bởi vì, có lẽ cũng bởi vì anh không phải là tôi ngộ không, là sao có 72 phép thần thông. Anh không muốn là tôi ngộ không, nhưng anh muốn là người yêu em được không? Chẳng cần dòng gió mây, em ở đâu anh vẫn tìm thấy. Gọi là chạy đến ngay 30 giây. Chẳng cần dùng phép tiếng, phép thần thông anh cất vi.